Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm số lượng thí sinh xét trúng tuyển vào đại học khoảng 600.000 thí sinh, nhưng số lượng nhập học chính thức chỉ đạt khoảng 80%. Bên cạnh đó, sau năm thứ nhất thì khoảng 5-7% sinh viên phải đăng ký xét tuyển lại. Như vậy, số em đã chọn sai hay chọn chưa phù hợp khi đăng ký nguyện vọng là rất nhiều. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng điều đáng sợ hơn thi đại học là chọn ngành để thi vào. Vì vậy, nhiều thí sinh mắc sai lầm nghiêm trọng khi đổ xô chạy đua theo ngành hot hay những ngành được đám đông lựa chọn. Để mà chọn đúng ngành đúng nghề thì nó phụ thuộc cái đầu tiên là bản thân, cái năng lực bản thân, cái thế mạnh bản thân của các bạn thí sinh. Cái thứ hai là cái điều kiện kinh tế gia đình rồi của các bạn ấy. Thứ ba nó là cái xu hướng phát triển của xã hội. Do vậy cho nên là không phải là cứ ngành hot là chúng ta thấy là chúng ta phù hợp chúng ta vào. Nếu như nó không phù hợp với cái đặc điểm, cái thế mạnh của bản thân chúng ta thì các bạn hãy cân nhắc kỹ những cái điều kiện để mà mình có thể lựa chọn được cái ngành nghề phù hợp cho bản thân mình. Chọn ngành nhưng không hiểu ngành, càng không hiểu bản thân muốn học gì và trở thành người như thế nào cũng là sai lầm chí mạng. Chúng ta không nên phụ thuộc vào những cái ý chí chủ quan khác, mà chúng ta phải dựa vào cái định hình mong muốn của mình, cái mong muốn của mình sau này mình sẽ là ai, là con người như thế nào. Và từ cái định hướng, định hình như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái ngành mà sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. Đấy, cộng với cái sở trường, sở thích của chúng ta, với cái định hình đó thì chúng ta mới lựa chọn ngành, lựa chọn trường. Hiện nay có khoảng 250 trường đại học, hơn 300 trường cao đẳng, ngoài ra còn có các trường trung cấp. Số ngành ở bậc đại học là gần 500, số nghề ở trình độ cao đẳng trung cấp cũng tương tự. Vì vậy, sự lựa chọn rất lớn, thí sinh cần cân nhắc kỹ để tránh mắc sai lầm.